nhất, nhưng mà bây giờ thằng men nó là men liền nhất. Thằng đen thì lại không đẹp. Thằng đen thôi nhỏ. Cái mũi nó khác, bây giờ cái mũi nó kỳ cục vậy. Mũi sầu trắng, mũi thẳng. Mũi thẳng. Bây giờ đúng một đi mà đi đâu nè, cái xong nó nhảy xuống xe để nó gọi hỏi đám xe ôm, cái đám đứng xe ôm đứng đó, tại mình đi đường nào tiếp nó chạy qua cái hồi nó đâu mà nhìn nó không ra mà nó cũng đen nhẹm như mấy cái chú xe ôm đó luôn, nó đen mà ốm thật ốm, nó khác lắm. Mà tèo đẹp trai. Ôi tên đang ở đâu vậy? Ở tèo. Bình Long. Tèo ở đó là nó gần với Thành. Ừ gần chỗ Thành. Gần. Em thì làm ăn khá lắm á. Ô vậy là hai em lấy gái cùng quê. Ừ. Đi qua thành trước xong rồi đi tới chỗ đen. À. Có kiểu đám cưới của ai trước thì hả? Đi xuống đó thì hả? Anh cưới đập cái đó để luôn. Thì hai thằng đi thế xuống dưới đó sao? Hai thằng gửi đi giống. Dưới xuống dưới không? Mấy đứa con của nhà chú Hùng á. Oh, dì Mai, Bình Long, bà Mai, Phúc, thùng Mai Phúc hồi xưa ở nhà mình đó. À. Xuống dưới chơi. Dì Mai giờ cũng khá. Hai vợ chồng có cái mai. Vườn rộng thật rộng. Mai lấy bố già giỏi quá mấy quá. Bố già là sao chị? Là chồng của Mai á, cứ gọi là bố già tại lớn tuổi hơn Mai nhiều quá. Như vậy, hồi đó gọi bố già như vậy, nó lớn tuổi, nó già rồi. Dạ. Lấy Mai thua mười mấy tuổi á. Mai nó bán hàng ngoài chợ Bình Long á. Thì hôm đó nó bạn Mai nó bệnh. Nó không đi bán, nó kêu chồng nó ra bán thì người ta có hỏi chứ con cái lớn mày đâu mà con cái lớn ông đâu ông ra bán mà. Ừ. Mà ông ra ông bán. Ừ. Nó về nó tức cái chửi lo đó. Nó đặt tên là bố già. Nhớ trong báo đăng cái chuyện vào cái nhà chạy gỗ gì mà bị giết cả nhà không? Ừ, gần chỗ nhà gần Thành. Vậy hả? Nhưng mà nghe nói gần cách nhà Thành có cái thằng nó bị làm đi sai thôi chứ thực sự nó hai cây số là ai là cây số à? Cây số tại vì làm ăn lớn lắm mà. Ừ. Tại sao hai vợ chồng to như vậy, cái thằng nó bé tính ở sau nó giết được, có cái gì đằng sau không? Cái bạn nói làm ăn á, làm ăn á, tại ông này ông làm ăn lớn lắm. Nó bồ với con gái người ta cấm hết. Hải Dương thì nó bị tự hình rồi. Nhưng mà có thanh tán đằng sau á. Có một cái đằng sau, cái người cái bàn tay đằng sau chứ không phải mình nó. Vẫn chưa ra, chưa hết xong đó. Tại chứ không thôi nó cũng khai cái gì kia ra chứ không thôi nó nếu nó khai ra nó sẽ không bị chết rồi, nãy giờ người ta tự hình nó rồi, đâu còn ai đằng nào nó. Trời nhớ rồi, coi như thua rồi. Thua. Rồi. Nó điều tra được rồi. Nó mới tự hình cách đây chừng chưa tới tháng. Nó chết thúc, nó chết thúc. Chết thúc. Việt Nam để chết thúc. Chứ nếu có người khác thì nó sẽ khai ra để nó được sống gì. Ừ. Cái luật pháp ở Việt Nam, cái tòa án